Thế các bạn, mức lương của nghề sửa chữa xe máy hiện nay là bao nhiêu? Bác ơi, hiện tôi hỏi thêm một chút là bác hiện nay cái thu nhập của bác là từ cái tiệm sửa xe. Dạ, xin thưa với sát Hưng là nhà em là sửa từ 20 tới 30 chiếc xe mỗi ngày trung bình. Trung bình mỗi chiếc là 600 ngàn. Thì một tháng tới một năm là vị chi là trên dưới 4 tỷ. Nghề sửa chữa xe máy cũng như các ngành nghề khác, mức lương sẽ được phụ thuộc vào các yếu tố sau. Ngoài kỹ năng chuyên môn, khả năng tay nghề sẽ còn phụ thuộc vào thâm niên, vị trí làm việc, cũng như ý thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi người. Sau 2 năm ra trường với một khoảng thời gian là 2 năm, các bạn đã tích lũy kinh nghiệm cho mình. Các bạn hoàn toàn có thể làm việc tại các vị trí sau. Vị trí thứ nhất, các bạn có thể làm thợ chính tại các cửa hàng sửa chữa, trung tâm bảo hành bảo dưỡng sửa chữa xe máy với mức lương dao động từ 8 đến 15 triệu đồng. Vị trí thứ hai, ngoài khả năng kỹ năng chuyên môn tay nghề ra, nếu như bạn có các kỹ năng về quản lý, giao tiếp tốt, ý thức và tinh thần trách nhiệm làm việc, bạn hoàn toàn có thể làm việc tại các vị trí quản lý của các cửa hàng, các trung tâm bảo hành, các đại lý xe với mức lương dao động từ 15 đến 20 triệu đồng và hơn thế nữa. Vị trí thứ ba, ngoài việc các bạn có thể đi làm thuê cho các cửa hàng, đại lý xe, bạn hoàn toàn có chủ động tự mở cửa hàng kinh doanh cho riêng mình. Tuy nhiên, để có thể mở một cửa hàng kinh doanh hiệu quả, ngoài kỹ năng chuyên môn tay nghề ra là chưa đủ, bạn cần phải có một số vốn nhất định để có thể trang trải cho các chi phí mở cửa hàng của mình. Và ngoài ra, để có thể kinh doanh hoạt động hiệu quả thì bạn cần trang bị cho mình những kiến thức và những kỹ năng mềm như kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp và một số kỹ năng khác nữa. Chính vì vậy, trước khi chúng ta mở cửa hàng thì ngoài việc trang bị kỹ năng tay nghề cho mình thì hãy bổ túc cho chúng ta những kỹ năng cần thiết để có thể kinh doanh cho bạn hiệu quả.